quá sập rồi nè. Con người dân tộc thì cũng nhỏ các bạn ơi, không có chuyện lớn nha. Con này chắc cỡ chừng 2 công đất cái gì các bạn ơi. Chạy lúa ngã thì là chết hơi cực. Quá ngã không? Mới kéo đậu lại sẵn luôn. Ở đây cắt thì khỏe ấy, tôi nhỏ nhỏ nhưng kéo cái đường nó xa lắm anh em. Hai người hứng ra ngoài nghe, con này lên tem anh em ơi, con này 70 cam 70 gì nè anh em. Như kia nè. 70 lốt thì thường thường máy Việt Nam thì nó không có bằng cái tem đó đâu. Con này chắc bên bộ tem hay là mua bộ tem cùng cùng nghĩa địa ngoài đâu tẻ là gì đấy các bạn ơi. Mình thì không có gành nhiều máy nhưng mình biết sơ sơ anh em. Không biết nhiều nhưng có chút ít chứ các bạn ơi. Động này khoảng 10 chiếc phía trên mà mình sẽ quay coi những cái chiếc nào cảnh dữ dữ quay các bạn coi. Tại vì cái này mình lại đây đầu tiên, mình gặp ảnh đầu tiên mình quay các bạn coi ảnh 70 lốt lên tem chạy lúa ngã các bạn ơi. 70 này 70 gì không phải 70 lốt đâu, mày cái tem thôi. Chiếc lúa ngã. Con này xài động cơ V2403, tổng 87 2007 dòng trên phốt. Xích 5 tắc 53 gai, hàm thì không tới 2m nhưng làm tròn 2m rồi em ơi. Máy này đồ đạc cũng còn im lắm, nó không bị kêu đồ các bạn. Hôm nay thì thường mình vô đây đặng mình quay mấy con máy binh á anh em, mấy con máy binh dữ dữ á, mà năm nay vô đây không có gặp luôn anh em ơi. Rồi mùa rồi vô đây được trong đây có con 60 lên hàm 95. Mùa nay thì sao không thấy bóng dáng gì chơi các bạn ơi. Rồi dắt chạy giữa anh em ơi. Rồi sau khi chạy giữa được 3 đường đó. Giờ chạy vào bên đây thì nó hơi chậm, bên kia thì nó hơi nhanh anh em ơi. Lúc nào cũng vậy tại lúa này nó ngã bên kia. Đồng Koto Kito Măng Giang. Đồng này và hình như là mấy cái viện mà gần gần núi này là của người dân tộc Mằng rất là nhiều anh em ơi. Còn ba viện mà đất lớn ở dưới kia mấy là của người Kinh. Rồi, đồng dân tộc thì lúc nào ra đồng cũng nhiều người hơn người Kinh hết trơn các bạn. Tại người ta đi hốc cơm, rồi cái người ta đi cắt ganh đồ, người ta cắt sót rồi đó anh em. Còn người Việt, người Kinh á thì không có anh em ơi. Bỏ mà dục vào lên cái đứng ngoài bờ Kinh nè. Rồi ai làm gì làm. Rồi chạy xong cái vô người ta căng lúa, người ta lấy tiền. Đó. Thôi đó, chạy nhanh lên đó các bạn. Quá sập rồi nè. Đồng này mùa trước mình có vô đây quay rồi. Thì mùa trước mình vô đây mình quay cũng 2-3 bữa rồi. Tại mùa trước có nhiều clip, nhiều máy lắm anh em. Mình quay được rất là nhiều clip luôn. Mùa nay thì ít máy nhưng mà mùa nay ít máy mà không có máy giữ cho các bạn coi nữa. Thì mùa nay thì dưới phần lúa sẹp nhiều anh em. Không có coi tốc độ đồ binh nó làm sao á. Mùa nay thì chắc vô quay các bạn coi cảnh cắt vụ này chắc mình vô 1-2 ngày. Bữa một có chắc đợi gần cuối nữa vô đây cái nữa anh em ơi, coi nó có gơ máy là không ha. Trước tiên vô đây thì gặp con này mình quay cái này trước rồi mình quay sẽ dài dài mình đi sang. Hình như có con 95, biết 95 nó quen hay lạ đấy các bạn ơi. 95 là hàng nó rất nhiều xài anh em. 95 thì hàng nó như hàng lỗi đó anh em, hàng nó hàm to mà cái gần nhỏ vậy đó. Ta chơi lắp 95 bây giờ nó rẻ hơn 70 anh em ơi, rẻ hơn 70. Nó đồ nó một số người nói khó xài các bạn ơi. Nói chung là 95 thì cũng hơi khó xài thiệt ha. Rồi chạy xong một bên rồi đó các bạn. Đồng này thì ở bên đây mình quay qua thì các bạn không thấy núi đâu. Còn ở đây nếu mà ở bên kia mình quay ngược lại thì các bạn thấy cái núi. Đồng này lúng nha anh em. Bây giờ mưa không gài, mùa này mùa hè nữa các bạn ơi. Mùa đông mà còn lúng nữa. Đây qua cua rất là lúng luôn. Còn có lớp chân các bạn. Rồi như gần xong rồi đó ơi.
rồi hai người kéo luôn nè. Ở bên đây là cái diện này là cái diện dân tộc Rắc Manh, còn nếu mà mình xuyên mình chạy qua bên cái diện 13 xuống kinh 5 rồi thì đất lô nào đất đó dài lắm, cây số mà quay qua cái đồng đó không ở đây thì ít máy lớn, nhưng mà quay qua cái đồng đó thì đi mất lội theo mệt lắm anh em ơi, tại vì cái máy không khi nào quay được cây số đâu, quay chừng 300m là nó hết giờ mà các bạn. Rồi xong một bên đó các bạn ơi. Thật sự cái khu này nó không có bự anh em, ngoài mà nó sập thì chạy lâu thôi, khu này ở chừng 200 đất trở lại à. Đây thấy không? Thôi ngẹn cho anh em. Bực bực liền. Chơi luôn rồi. Máy này mình biết là đây không phải máy máy Bluetooth này, nào có này mày là máy Bluetooth này, cái xanh này là Campuchia, máy này máy cao quá các bạn ơi. Con này miền Tây người ta xài rất là nhiều, mà không biết cái dùng của anh em chỗ nào. Thì anh em nào miền Tây chắc biết 70 nó sẽ ưa chuộng luôn các bạn. Nó chạy thì không nhanh nhưng mà nó bền các bạn ơi. Đồ nó thì cứng cáp gì gì dặn gì đó. Con này nó không có chạy nhanh bằng dân ma nhưng mà nó bền hơn dân ma. Dân ma thì chạy nhanh hơn, chạy lúa thao hụt hơn. Đây, lúc nào cũng rất là đông người ha. Một hai đường đó là xong rồi các bạn. Cho bò ăn, hình như ở nhà nào cũng có bò chứ các bạn ơi. Mình cũng có mấy ông anh ở trong cái đồng chăm sóc á, cũng đi làm chung với mình cũng đâu 3 năm gì các bạn. Bữa nào anh đi cắt lúa xong rồi chiều giờ anh cũng hốt gom cho bò ăn chứ các bạn ơi, khỏi cái cỏ. Nói chung nuôi bò mấy người dân tộc ta nuôi bò, người ta hỏi rằng có khi người ta đi cắt cỏ, có khi người ta khỏi càng cho bò cỏ các bạn. Tới mùa cái gặt cái ta đi hốt gom, vì cái người ta đi như sáng mà anh đi tôi có lúa gì đó là sáng đi kéo, chiều nào về cái hốt gì đó, hai một hai hôm gom vậy đó rồi giúp cho bò ăn các bạn.